Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper vừa có chuyến thăm tới tỉnh Điện Biên ở phía Bắc Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, theo trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 6 tháng 5. Đại sứ quán Hoa Kỳ dẫn lời ông Napper rằng chúng tôi đã và đang hợp tác với tỉnh nhằm tăng cường phát triển kinh tế, y tế giáo dục cũng như phòng chống mua bán người và ma túy và đã tạo ra những tác động tích cực tới cộng đồng địa phương. Theo tờ Điện Biên phủ, trong cuộc gặp chiều ngày 5 tháng 5, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nói rằng, tới đây, tỉnh Điện Biên thành lập Trường Đại học Điện Biên phủ và mong muốn ngài đại sứ quan tâm kết nối để sinh viên được đào tạo giỏi tiếng Anh, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn sẽ được tiếp đón nhiều du khách từ hợp chủng quốc Hoa Kỳ sang thăm, tìm hiểu và hỗ trợ nguồn lực để góp phần giúp người dân nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhà nước loan tin sáng 7 tháng 5, lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức với sự tham gia của hơn 12.000 người, gồm các lực lượng của quân đội, công an, dân quân tự vệ và các đoàn thể xã hội. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Phó Thủ tướng Campuchia và nhiều đại sứ các nước tại Việt Nam cùng tham dự buổi lễ, sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.